cho các bạn tin nhanh 24/7. Đường chia tay bộc lộ tình duyên và tiền tài của bạn. Chia tay ngày càng phổ biến, nhất là một số nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, Ả Rập và Ai Cập. Người ta nói rằng với những người thuận tay phải, tay trái của số phận bạn từ lúc sinh ra, và tay phải là kết quả của nỗ lực của bạn và ngược lại. Qua nhiều năm, người đặt câu hỏi liệu những đường chia tay trong lòng tay bạn có thể biến mất hay thay đổi, và câu trả lời là có. Đường trong lòng bàn tay của bạn thay đổi liên tục ở mức độ tùy thuộc vào thời gian và hoàn cảnh. Các đường chia tay có thể xuất hiện mới và biến mất. Hãy xem những đường chia tay quan trọng nhất trong lòng bàn tay trái với người thuận tay phải để biết họ nói gì về cuộc đời của bạn. Đường đời cho thấy khả năng sống và sức mạnh thể chất của một người, thể hiện tình trạng sức khỏe của bạn và sự thay đổi của môi trường của bạn đang sống. Đường chỉ đậm có nghĩa là sức khỏe của bạn đang tốt. Đường mảnh ngắt nghĩa là bạn đang có dấu hiệu căng thẳng, bị thương hay ốm. Đường hôn nhân trong lòng bàn tay của bạn có thể trả lời câu lựa chọn cuộc sống tình yêu hiện tại của bạn. Nhiều đường nhắn cho thấy bạn là người yêu đơn phương. Các đường chia cách cuối cùng đường này là đường hôn nhân của bạn sẽ kết thúc bằng ly hôn. Một số đường giao thoa với đường khác cho thấy bạn đang tìm kiếm một nửa đích thực. Nếu không có đường tình duyên, đừng hốt hoảng, vì điều này đơn giản bạn thể hiện tình yêu của bạn không quan tâm lắm cạnh này. Đường trí tuệ cho thấy sự thông minh và lối suy nghĩ tinh thần của bạn. Nếu đường này trồng lên đường tuổi thọ, có khả năng là bạn cân bằng tốt trong suy nghĩ. Đường trí tuệ dài và mở rộng cho thấy tâm trí của bạn dễ bị người khác kiểm soát. Có hai đường trí tuệ trở lên chứng tỏ bạn là một người đặc biệt, rất sáng tạo và thông minh. Đường số phận, nếu đường số phận đậm thì cho thấy cuộc đời của bạn sẽ có nhiều kịch tính. Đường mảnh cho thấy số phận của bạn dễ bị người khác định đoạt, chi phối. Nhiều người hai đường này chỉ là cuộc đời của bạn tươi sáng và khá nổi tiếng. Đường tiền bạc, đường nhắn cho thấy bạn không có sự hiểu biết nhiều về vấn đề tiền bạc. Đường này dài cho thấy tiền bạc rất quan trọng và bạn là người rất tiết kiệm tốt. Đường nhắn cho thấy bạn tiêu xài rất phóng tay. Số đường cổ tay cho thấy lượng tiền bạc bạn có thể có trong đời. Vì vậy càng nhiều đường này bạn càng có nhiều tiền. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Hẹn lại video kế tiếp. Nhớ like hoặc share những subscribe.